Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài 24. Vùng biển Việt Nam, bài này sẽ học trong 2 tiết. Phần 1, đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam. Biển Việt Nam là một phần của Biển Đông. Ta tìm hiểu biển Việt Nam là ta tìm hiểu Biển Đông. A. Diện tích giới hạn. Hình 24.1, lược đồ khu vực Biển Đông. Đây là đường xích đạo. Đây là đường chi tuyến Bắc. Rồi. Nêu các đặc điểm về diện tích giới hạn của Biển Đông. Biển Đông là một biển lớn với diện tích khoảng 3.447.000 km², tương đối kín, nằm trải rộng từ xích đạo tới chí tuyến Bắc. Biển Đông là một biển lớn thứ ba trên thế giới. Biển kính là biển được bao bọc bởi các đảo và quần đảo ít thông với các biển và đại dương trên thế giới. Biển Đông thông với Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương qua các eo biển nào? Eo Đài Loan, eo Ba Si, eo Mindoro, eo Ba La Bắc, eo Kalimantan, eo Gapa, eo Malacca. Rồi. Cho biết hai vịnh lớn nhất của Biển Đông. Đó là vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan. Biển Việt Nam là một phần của Biển Đông có diện tích khoảng bao nhiêu và giáp với vùng biển của những nước nào? Vùng biển Việt Nam là một phần của Biển Đông có diện tích khoảng 1.000.000 km². Vùng biển Việt Nam giáp với vùng biển của các nước Trung Quốc, Philippines, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Campuchia. Phần B, đặc điểm khí hậu và hải văn của biển. Thứ nhất là chế độ gió. Mũi tên màu xanh là hướng gió vào mùa đông. Mũi tên màu đỏ là hướng gió vào mùa hạ. Dựa vào sách giáo khoa và quan sát trên hình, em hãy cho biết hướng gió về mùa đông và hướng gió về mùa hạ trên Biển Đông. Hướng gió vào mùa đông là hướng đông bắc, thổi từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Hướng gió mùa hạ là hướng gió tây nam, thổi từ tháng 5 đến tháng 9. Tốc độ gió trên biển so với tốc độ gió ở đất liền. Gió ở trên biển mạnh hơn gió ở đất liền vì ở biển không có chướng ngại vật cản trở. Chế độ nhiệt. Dựa vào hình 24.2A là nhiệt độ vùng biển vào tháng 1 và mùa đông. Nhận xét nhiệt độ nước biển tầng mặt trong tháng 1 từ Bắc vào Nam. Thì ta thấy nhiệt độ nước biển từ Bắc vào Nam thì càng tăng. Và nhiệt độ giữa đất liền và biển cũng khác nhau. Ở biển thì nhiệt độ cao hơn ở đất liền. Hình 24.2B. Nhiệt độ vùng biển tháng 7 là mùa hạ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt thay đổi như thế nào trong tháng 7? Thì càng xa đất liền thì nhiệt độ càng giảm. Rồi từ đó chúng ta sẽ nêu chế độ nhiệt của vùng biển. Qua đó cho thấy khí hậu của vùng biển như thế nào qua hai thời điểm tháng 1 và tháng 7, mùa đông và mùa hạ, và nêu nhiệt độ trung bình năm của nước biển tầng mặt. Chế độ nhiệt có những đặc điểm sau. Ở biển mùa hạ mát hơn và mùa đông ấm hơn đất liền. Nhiệt độ trung bình năm của nước biển tầng mặt là 23 độ C.
biển nóng quanh năm. Chế độ mưa. Nhìn lên hình thì đây là chế độ lượng mưa của đất liền. Rồi đây là lượng mưa trên đảo. Em có nhận xét gì về lượng mưa trên biển và đất liền? Thì lượng mưa ở biển ít hơn lượng mưa ở đất liền, đạt từ 1.100 đến 1.300 mm một năm. Dòng biển. Mũi tên màu xanh là hướng của dòng biển vào mùa đông. Mũi tên màu đỏ là hướng chảy của dòng biển vào mùa hạ. Dựa vào hình, em hãy cho biết hướng chảy của các dòng biển vào mùa đông và mùa hạ. Thì hướng chảy của dòng biển vào mùa đông là hướng đông bắc, tây nam. Hướng chảy của dòng biển mùa hạ là hướng tây nam, đông bắc. Hướng dòng biển mùa đông hướng đông bắc, tây nam, mùa hạ hướng tây nam, đông bắc. Đến chế độ triều. Thì thủy triều là nét đặc sắc của vùng biển Việt Nam. Chế độ nhật triều của vịnh Bắc Bộ được coi là điển hình của thế giới. Ở đây mỗi ngày chỉ có một lần nước lên và một lần nước xuống rất đều đặn. Thì ở vùng biển Việt Nam, chế độ triều rất là phức tạp và độc đáo. Rồi đến độ muối của biển. Độ muối trung bình của biển Đông là bao nhiêu? Thì độ muối trung bình của biển Đông là từ 30 đến 33 phần nghìn. Rồi đó là tiết 1 của bài 24 vùng biển Việt Nam. Rồi, tiết sau mình sẽ tìm hiểu phần 2 là tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam. Các em hãy chuẩn bị phần 2 và bài đọc thêm vùng biển chủ quyền của nước Việt Nam. Bài học đến đây là kết thúc.